Hi, welcome back to my channel. Starts here to go. Thank you.
I'm fine. It's so tight in this cage. Trong cái game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả những hình ảnh, tổng 6 hình ảnh, và khi đó thì các bạn sẽ lắp vào và lấy được một chiếc chìa khóa để các bạn có thể mở cánh cửa ở ngôi nhà này và thoát khỏi nơi này. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Stress de Tilachu. Ok, let's go.
Cool Pearl. Ok, các bạn sẽ phải lấy một món đồ, sau đó vẫn lấy được chiếc chìa khóa đó ra và để cứu cậu bé đó thoát khỏi nhà ngục. Chìa khóa màu cam này, màu xanh kia. Các bạn sẽ dùng cái này để mở đập vỡ và lấy được chìa khóa màu xanh kia nha. Ok. Rồi, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Yes, skin nào. Ok. Thì các bạn sẽ phải coi nhà làm sao để tránh những con gấu nó sẽ vào trong ngôi nhà các bạn. Trong đây thì sẽ có 3 cánh cửa để các bạn coi nha. Các bạn sẽ vào từng cánh cửa một, sau đó thì sẽ đóng cửa và bật đèn flash, sau đó thì lại sang cánh cửa số 2. Đóng cửa, bật đèn flash, sang cánh cửa số 1. Đóng cửa thì để tạo tiếng động.
và khi bật đèn flash thì con đó nó sẽ khiếp và nó sẽ chạy. Còn nếu mà các bạn như thế này mà các bạn bật đèn flash luôn thì nó chưa kịp chạy, mà nó khi các bạn bật thì nó sẽ lao vào cần xé các bạn này và các bạn sẽ bị thua ngay. Nên các bạn luôn luôn phải đóng cửa để tạo tiếng động và bật đèn flash lên. Và thỉnh thoảng các bạn sẽ phải kiểm tra ở trên giường này xem đã có con gấu nào vào đây hay chưa. Ok, đó, tựa game cũng khá là đơn giản và khá là cách chơi cũng khá là thú vị. Và mình sẽ vào tựa game tiếp theo, The Toby.